Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Từ Westminster, anh Tuấn Đoàn Trọng xin tân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua cà phê sáng. Good morning, anh Tuấn. Kính chào anh Đoàn Trọng, kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình cà phê sáng được phát đi trực tiếp của quý vị ngay tại Lido Sài Gòn TV băng tần 56.7, và ngày hôm nay kính thưa quý vị là ngày 18 tại tháng 9, và chúng ta cùng đến với những phần tin về dự báo thời tiết. Vào buổi sáng ngày hôm nay 7 giờ sáng ngay tại Nam California, vẫn là con số đó, 60 độ là nhiệt độ vào lúc 7 giờ sáng. Và nhiệt độ này thực sự là khá lạnh lẽo, nhưng kèm theo đó là một độ ẩm vượt mức lý tưởng, kính thưa quý vị khán thính giả, trên 65%. Ngày hôm nay vào buổi trưa thì nhiệt độ cao nhất chỉ vào tầm khoảng 78 độ mà thôi, và thấp nhất vào ban đêm sẽ tụt xuống khoảng 62 độ. Ngày mai nhiệt độ vẫn sẽ giữ tiếp tục ở cái khoảng như vậy, và đến ngày kia và thậm chí là đến cuối tuần này, thưa quý vị, mặc dù vào mỗi sáng sớm ông mặt trời sẽ thức dậy sớm hơn một chút đỉnh, bởi vì quý vị cũng đã biết rằng chúng ta đang dừng chuyển sang những ngày của cuối mùa hè và đầu mùa thu. Nhiệt độ và thời tiết của California rất là lý tưởng, nhất là trong những khoảng thời điểm này. Điều đó hoàn toàn ngược lại với những gì đang diễn ra ở ngay tại các khu vực miền Đông Nam Hoa Kỳ, nhất là những tiểu bang đã chịu sự ảnh hưởng của cơn siêu bão Florence đã đổ bộ vào hai tiểu bang chính, đó là North Carolina và South Carolina. Những con số cập nhật vào buổi sáng ngày hôm nay cho biết rằng đã có ít nhất là 32 người ở ngay tại South Carolina và Virginia đã bị thiệt mạng, thưa quý vị, bởi những cái sự bão lũ, và cũng giống như cái con số đó người ta tiếp tục dự đoán rằng sẽ còn tăng lên trong thời gian sắp tới, bởi vì hiện tại bây giờ các thành phố như thành phố Wilmington, thành phố lớn thứ 8 ở ngay tại North Carolina, vẫn đang còn bị bủa vây, tức là khu vực này bị cô lập hoàn toàn đối với các khu vực khác, giống như là một ốc đảo xoay quanh là bởi những cái mực nước, thưa quý vị. Việc di tản tại một số khu vực vẫn đang được diễn ra, nhưng quý vị cũng nên nhớ rằng một điều, đó là sau cơn bão qua đi thì vấn đề vệ sinh, vấn đề về nước uống, vấn đề về ô nhiễm, và cũng giống như những cái đường dây điện lưới đã bị phá hỏng sau cơn bão sẽ là một trong những cái điều sẽ làm nhức đầu những giới chức ở ngay tại các thành phố này. Kính thưa quý vị, bây giờ thì người ta không còn lo sợ về gió và tất cả những ảnh hưởng của bão, nhưng có một điều mà người ta đang lo sợ, kính thưa quý vị, đó là vấn đề nước vẫn nằm ở toàn bộ khắp trạm dài khắp thành phố Wilmington của tiểu bang North Carolina. Mức nước có thể ở cỡ khoảng từ 30 inches, và sự đi lại trên tất cả các con đường phố và highway không có gì xa lạ với nhau, bởi tất cả đều chỉ là một dòng sông chảy trên những cái con lộ đó. Và kính thưa quý vị, đến bây giờ thì tất cả các nước uống đã để sẵn hai bên lề đường để cho tất cả những người cần thiết có nhu cầu về nước uống. Đó là một trong những sự kiện nan giải đầu tiên mà người ta xếp đặt cho cái cuộc cứu trợ của đạn lụt ở tiểu bang North Carolina ngày hôm nay. Vấn đề mà người ta nói đến, vấn đề di tản và đưa tất cả những người thường dân trở lại, đó là một cái thời gian chưa được công bố một cách chính xác. Và tất cả những cái vệ sinh an toàn và tất cả những cái phương pháp cứu trợ sau cái nạn nước ứ động ở tại thành phố, tất cả một vài thành phố lớn ở tiểu bang North Carolina là cả là một cái vấn đề. Đến bây giờ thì ban hành tình trạng cấp cứu vẫn được ban hành toàn bộ trên khắp tất cả các lãnh thổ của tiểu bang North Carolina. Và như quý vị thấy, sự đi lại trên tất cả con đường chính ở North Carolina bây giờ phần lớn được sử dụng bằng những chiếc cano, những chiếc tàu cứu hộ của những cái lực lượng cứu hộ đến để xếp đặt một cái công cuộc tái thiết lại tiểu bang North Carolina. Như quý vị thấy những hình ảnh mà chúng tôi gửi đến quý vị, nước đã tràn vào khắp nơi. Chắc anh Tuấn cũng biết rồi, khi mà chúng ta bị bão xong, cái lo sợ nhất là lụt nó vào trong nhà, nó cuốn đổ đi. Và em biết không, ở tiểu bang North Carolina chỉ có 3% những người họ mua cái vấn đề gọi là bảo hiểm lụt, mà bảo hiểm lụt xong là coi như tiêu tan, vì ở những tiểu bang ở miền Đông Bắc thì họ có gọi là cái
cái tầng hầm. À cái tầng hầm, đúng rồi, đúng như vậy. Cái tầng hầm mà nước thì ở tầng hầm á, thì nó lại ứ động ở dưới đó. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề lụt ở tiểu bang North Carolina. Đến bây giờ thì anh em chúng tôi cùng mời quý vị đi qua đến Bình Nhưỡng. Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm qua tại Bình Nhưỡng? Chắc quý vị đã biết rằng từ lâu chúng ta nói đến một nhà lãnh đạo Kim Jong-un khởi đi từ ông nội của ông đến ba của ông và đến bây giờ là ông. Và có thể nói chế độ Bình Nhưỡng như thế nào thì chắc quý vị đã có câu trả lời. Nhưng những sự kiện gần đây chúng ta thấy Bình Nhưỡng càng ngày gia tăng vấn đề gọi là chiến tranh và hiềm khích với tất cả các quốc gia ở trong khu vực, ngay cả miền Nam của Hàn Quốc. Kính thưa quý vị, đó là Nam Hàn mà chúng ta hay gọi. Và ngày hôm qua thì khởi đi từ chiếc 747 của không lực của Korean, và một cái buổi lễ trang trọng được tiếp đón và chào đón ông Tổng thống Moon cùng ông Kim Jong-un đã diễn ra tại sân bay Bình Nhưỡng. Kính thưa quý vị, một cái không khí, một cái làn cờ mà có thể nói bao trùm hết cả thành phố Bình Nhưỡng khi người lãnh đạo của Hàn Quốc có mặt ở Triều Tiên. Chúng tôi sở dĩ nói Hàn Quốc và Triều Tiên thì chắc quý vị biết chúng tôi muốn đưa đến một cái gọi là không còn phân chia giữa Nam và Bắc. Đây là vị tổng thống thứ ba của Nam Hàn có mặt ở tại Bắc Hàn. Và kính thưa quý vị, hai vị trước cũng đã đến thăm nhưng chưa giải quyết được một cái vấn đề gì. Và ngày hôm nay thì là vị tổng thống thứ ba đến. Cái không khí có thể nói là hào hứng phấn khởi đã được diễn ra ở trên thành phố Bình Nhưỡng. Lần đầu tiên vị phu nhân của lãnh đạo nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng có mặt. Và có thể nói rất thân mật cởi mở ôm choàng lấy bà phu nhân của Nam Hàn. Và hai bên đã có những cái buổi trò chuyện rất là thân mật ở tại phi trường. Sau đó thì cái đoàn xe đã được hộ tống để đi về nhà khách, mà một trong những cái nơi mà Tổng thống Nam Hàn Moon sẽ ở lại đó trong 3 ngày tuần tuần. Và những hình ảnh về cuộc gặp gỡ giữa ông Tổng thống Moon và ông Kim Jong-un đã được truyền đi khắp quốc tế. Bởi vì quý vị cũng biết rằng Bắc và Nam Hàn là hai quốc gia, mặc dù trên danh nghĩa rằng họ vẫn là một, tức là khối liên triều, mà chỉ là một dân tộc mà bị chia cắt ra mà thôi. Nhưng đã từ lâu người ta cũng biết rằng Bắc và Nam Hàn luôn luôn đối lập với nhau. Sự gặp gỡ này có những điểm rất đặc biệt và quan trọng. Đầu tiên đó là cái ôm rất là thấm thiết giữa bên phía ông Tổng thống Moon và ông lãnh đạo ông Kim Jong-un. Nhưng một cái câu hỏi đặt ra rất lớn đó là sự theo sát của truyền thông giữa hai nước. Là dĩ nhiên rằng khi mà chuyến đi này diễn ra thì cả truyền thông Bắc Hàn và Nam Hàn đều được có mặt để mà loan tin. Thay vì truyền thông Nam Hàn thì đưa cảnh mà cả hai người bắt đầu ôm nhau vui mừng gặp gỡ, những quý vị thấy rằng đó là bước trên thảm đỏ là ông lãnh đạo Kim Jong-un tiến ra phi trường để đón ông Moon Jae-in. Thì ngược lại truyền thông Bắc Hàn lại không phát cái cảnh đó, mặc dù cái sự kiện này diễn ra trên lãnh thổ của Bắc Hàn. Nhưng dường như truyền thông Bắc Hàn họ rất là dè dặt khi truyền đi những cái thông điệp, những cái hình ảnh như thế này. Sự xuất hiện của người em gái của ông Kim Jong-un được cho là một cái sự gắn kết, thưa quý vị, bởi vì cũng chính em gái ông Kim Jong-un là người có mặt trong Thế vận hội mùa đông vừa qua, và cũng giống như là sự có mặt giữa cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in. Và cũng giống như một trong những cái điều mà người ta thấy đó là trong cái chuyến gọi là diễn hành thì ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in ngồi chung xe mui trừng đi tới nhà khách và tới cái buổi lễ duyệt binh. Kính thưa quý vị, khi mà rời phi trường Sunam thì cả hai đi trên chiếc xe khác nhau, nhưng khi mà đi đến nhà nghỉ, tức là cái khách sạn mà ông Moon Jae-in sẽ ở, thì cả hai người ngồi trên chiếc xe mui trần và vẫy tay chào hai người, chào những người đứng bên cạnh hoàng hồ chuyến đi này. Vâng, kính thưa quý vị, đây là một trong những cái điểm khác biệt tất cả các vị quốc khách đến tại Bình Nhưỡng. Lần này thì hai vị lãnh đạo của cả Nam và Bắc Hàn đi chung một chiếc xe mui trần, và trong lúc đó hai đệ nhất phu nhân thì đi chung với nhau. Và họ đi về đâu, kính thưa quý vị? Đó là họ về nhà khách nổi tiếng ở Bình Nhưỡng mà Tổng thống Hàn Quốc sẽ nghỉ lại trong 3 ngày. Nhà khách này có tên là Park Wai-gon, là cái nơi mà Tổng thống Moon sẽ nghỉ lại trong thời gian ông thăm viếng Bình Nhưỡng, và cũng chính nơi đây từ năm 2007
1947, vị tổng thống đầu tiên của Nam Hàn cũng đến đó và nghỉ ở tại cái nhà khách này. Nhà khách này đặc biệt được xây dựng vào năm 1983 trên bờ sông Taedong, và đây là một trong những cái địa điểm có thể nói yên lặng và rất là lý tưởng cho tất cả những vị lãnh đạo ở các quốc gia đến để trú ngụ tại Bình Nhưỡng. Nhà khách Paddington thì gồm có 3 tòa nhà, 3 nhà với 3 tầng lầu nối liền với nhau và có thể chứa tới 90 khách và đoàn tùy tùng của tất cả những vị lãnh đạo quốc gia. Đó là tin theo tờ Korean Time cho biết. Với một cái rừng cây rậm rạp ở phía sau, ngay con bờ sông Taedong chạy qua trước mặt và một cái hồ nhân tạo ở phía trước, công trình này mang lại không những là một cái gọi là không gian để bảo đảm về an ninh và riêng tư cho các giới chức cấp cao, và chung quanh nhà khách là từng những cái bãi cỏ và vườn hoa được chăm sóc rất là tỉ mỉ. Và kính thưa quý vị, đây là một vài hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được trong những cái thời gian mà ông Tổng thống Moon có mặt ở tại Bắc Triều Tiên. Có một cái điểm đặc biệt anh Tuấn, là ông Tổng thống Moon là người từ Bắc Triều Tiên, giống như người Bắc di cư vào Nam vào năm 1954. Ông qua đây chỉ có một mình thôi, ông đi học, và hai bà phu nhân của hai vị lãnh đạo này là hai người đều xuất thân từ những nhà hát, họ là những ca sĩ nổi tiếng. Cả hai người đều là những ca sĩ nổi tiếng, vâng. Và bà này thì lúc ông Moon qua học ở đại học thì ông tham gia một cái cuộc đấu tranh thời kỳ ông Park Geun-hye, và bà này là bà người tỏ tình với ông đầu tiên. Tại vì ông qua có một mình thôi, thành ra bà là cái người cầu hôn ông, giống như là đem về ở rễ về thưa anh Tuấn. Kính thưa quý vị, đó là chuyến công du đặc biệt mà chúng ta, cái điểm mà chúng tôi muốn nói đến, mình cũng sống lớn lên trong một cái quốc gia bị phân chia Nam và Bắc, nhưng kém may mắn cho mình kết thúc của Nam và Bắc không phải là một cái cuộc viếng thăm giữa hai nhà lãnh đạo, mà là một cái sự xâm lớn bằng những chiếc xe tăng đến là Dinh Độc Lập. Hai cái thấy là hai quốc gia, thấy là hai cái khác nhau. Mà đó là cái hậu quả của ngày hôm nay mình có mặt tại Hoa Kỳ. Quý vị đã cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong giờ lành.